Xin chào mọi người, nếu ai còn chưa đăng ký kênh hãy bấm vào nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ lên kênh. Và trong video này mình chia sẻ mọi người dự án nhận 1450 cái token SCFL. Và để tham gia vào dự án này, mọi người bấm vào đường link dưới phần mô tả, sau đó làm các nhiệm vụ chatbot. Tiếp theo chọn Start này. Rồi, chọn Join Airdrop. Sau đó thì mọi người sẽ làm các nhiệm vụ join vào Telegram. Rồi, quay trở lại, join tiếp vào kênh channel. Rồi, ok, sau đó thì retweet bài đăng và test thẻ 5 người bạn. Rồi, kích chọn theo dõi cho mình. Rồi, ở đây thì mọi người sẽ like và retweet lại cái bài đăng này. Mọi người trích dẫn username của nó ra nhé. Chọn tweet lại này. À chết rồi, còn thiếu 5 người bạn nhé. Rồi mọi người sẽ test thẻ 5 người bạn cho mình. Rồi ok, ở đây thêm 2 người nữa. Rồi, chọn thêm 1 người nữa. Ok, chọn tweet lại này. Rồi sau đó quay trở lại bot. Mọi người sẽ join vào Medium. Rồi mọi người sẽ mở VPN lên cho mình nhé. Bật VPN này, tức là fake tài khoản IP đấy. Mọi người sẽ tải lại cái trang Medium này. Rồi, mọi người chọn follow cho mình. Ok, sau khi xong thì có thể tắt VPN đi. Rồi, mọi người quay trở lại bot này. Mọi người sẽ join vào kênh liên kết của nó và retweet lại cái bài đăng trong kênh liên kết nhé. Mở lên này. Rồi, tìm đến cái bài đăng của nó. Rồi ở đây mọi người chọn like và retweet. Sau đó quay trở lại bot này. Mọi người sẽ bấm chọn regift cho mình. Tiếp tục là xác minh hình ảnh captcha ở đây. Mọi người sẽ chọn hình ảnh tương ứng ở bên dưới. Nhập địa chỉ email. Rồi sau đó nhập địa chỉ ví mạng BEP20 nhé. Ok, tiếp tục nhập profiling của Twitter này. Rồi, nhập username của mọi người vào. Rồi, sau đó thì sẽ nhập cái đường link retweet. Mọi người quay trở lại Twitter cho mình. Rồi, bấm chọn vào avatar. Sau đó chọn hồ sơ này. Ở đây thì mọi người bấm một tweet và trả lời. Rồi mọi người sẽ tìm đến cái bài đăng. Đây, bài đăng mà mọi người đã retweet lại 5 người bạn đấy nhé. Rồi mọi người sẽ copy cái đường link này. Và quay trở lại này. Gửi vào đây. Rồi sau đó chọn I have rồi. Và mọi người sẽ nhập profile link của Medium. Tiếp tục copy cái này. Và mọi người chỉnh sửa lại username. Nhập username của mình vào. Rồi chọn I have rồi. Chọn tiếp một lần nữa. Sau đó chọn don. Ok, trở về menu chính này. Mọi người sẽ bấm vào information để kiểm tra thông tin nhé. Thì dự án này nó sẽ phân phối trong vòng 2 tuần sau khi là nó được list ở trên các sàn. Ok mọi người, như vậy là mình đang dẫn xong mọi người tham gia dự án. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.